mọi người anh chả cá chiên này, anh chả cá chiên nha, gọi là cái mạch bún đậu mắm tôm là như này đây mọi người, mình không biết mình làm như này có ngon hay không đây. Mời mọi người anh đậu chiên này, tại vì đồ ăn của anh mình thấy rất là nhiều nên ăn thoải mái mọi người, không nhường nhịn ai hết nhá. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục gửi đến cho mọi người đây một cái clip ẩm thực về trong số tiếp theo nè mọi người ơi. Và hôm nay mình sẽ làm món bún đậu mắm tôm. Đấy. Rất là nhiều bạn muốn anh em mình làm, không phải mình nhiều bạn mà là một bạn comment anh em mình làm cái món này cũng khá rất là lâu rồi. Tại vì mình thì mình không biết mua nguyên liệu về cách chế biến đâu này kia. Đấy, vừa rồi mình có học hỏi trên mạng về mọi người. Đây, và hôm nay sẽ quyết định làm thử cho mọi người xem cái món bún đậu mắm tôm này. Mà ở đây mọi người có thể thấy nguyên liệu như mình chuẩn bị này. Đây, đây thì đậu này, một ít thịt này, thịt mỡ với lại ba chỉ nhá. Đây. Đó. Ở đây thì chả cá này thì anh mình sẽ chiên lên hết những cái thứ này và cái này anh mình sẽ đem đi luộc nhá. Đây. Đấy. Đó. Đó, nguyên liệu đơn giản thôi mọi người. Đây, anh em mình sẽ tiến hành mình làm thôi và mọi người theo video anh em mình hay thì đây làm một like và kèm theo một đăng ký kênh của anh tụi mình nhá. Hôm nay thì anh em mình có 3 người thôi mọi người. Em Thanh An và là em Thiêu. Còn mẹ em kia của mình thì đi làm hết rồi. Đó. Bún đậu mắm tôm thì không thể thiếu là mắm tôm mọi người. Ở đây thì anh em mình đã luộc trước một ít bún này. Đó. Và mấy cái món ăn này thì mình sẽ không làm nhiều đâu, không quay nhiều cho mọi người xem đâu. Thì làm xong xuôi mình sẽ quay cho mọi người xem sau nhá. Ok. Cái món bún đậu mắm tôm anh em mình cũng xong rồi mọi người ơi. Và anh em mình sẽ thưởng thức cho mọi người xem thôi. Đó. Bây giờ phải cho mắm tôm này nằm ở dưới này luôn. Đó. Rất là nhiều bạn muốn anh em mình làm cái món này, hôm nay sẽ làm cho mọi người xem luôn. Đây, bây giờ vắt chanh lên mọi người. Em Thanh ăn lấy đũa khuấy vào đi. Được rồi ạ. Rồi khuấy đều đi. Wow. Mấy đứa ăn đi. Đó. Mà bún đậu mắm tôm nói chung là không biết ngon hay không đâu mọi người. Nhưng mà cứ ăn cho mọi người xem thôi. Đây ở đây mình có thịt nướng này. Đậu xào này. Mời mọi người anh chả cá chiên này. Anh chả cá chiên nha. Gọi là cái mạch bún đậu mắm tôm là như này đây mọi người, mình không biết mình làm như này có ngon hay không đây. Mời mọi người anh đậu chiên này, tại vì đồ ăn của anh mình thấy rất là nhiều nên ăn thoải mái mọi người, không nhường nhịn ai hết nhá. Đó. Mời tất cả mọi người nhá. Có cả thịt luộc mọi người ơi. Đúng là chất là bún đậu mắm tôm này rồi mọi người. Ngon. Được rồi. Mày đi thưa từng miếng này. Đây là thịt luộc này. Đây là định mua rau kia nhưng mà không có mất à. Thịt luộc. Đó, cuốn như này. Nhà là phải gọi rau kia mới ngon chứ. Thịt luộc ngon. Wow. Tuyệt vời luôn mọi người. Không biết mình có cuốn được không. Đây là lần đầu anh em mình làm và ăn mọi người ơi. Đó. Để chấm sâu như này nha. Đây mọi người. Lại đậu ngon. Chắc ạ. Đống này phải 10 người ăn quá mọi người. Ngon. Như này mà làm bán thì cũng có thể được đấy mọi người ơi. Kênh mình thì chuyên về ăn uống là chính thôi mà mình không có quay canh mà chế biến được cái nhiều á. Không ngon rồi ơi. Người đầu tiên làm mà mình không ngờ là mình làm cũng được như này á mọi người. Nguyên liệu mà anh em làm ra cái
Mầm này là đúng 100.000 thôi mọi người. Và cái số tiền mà có được cái món ngày hôm nay, hôm qua anh em mình đã ngoài là đi làm, đi làm thuê mọi người. Hôm qua ba anh em mình đi đi vác bắp cho người ta ấy. Đó. Nên mới có đồ ăn này nha mọi người. Những bạn hỏi là theo mấy em kia không thấy thì mấy em kia thì đi công việc hết rồi mọi người. Ngon. Đây là mắm tôm này mọi người. Anh sẽ leo với mắm tôm ngon. Ngon lắm. Ngon lắm mọi người. Thịt này luộc qua chơi là nhiều luôn mọi người, để chơi miếng bự luôn nha. Ngon. Đồ ăn rất là nhiều luôn. Em Hinh thì hôm nay thì đi nhôm mì mọi người. Còn em Nhã Đen thì bữa nay cũng đi nhôm mì này. Đó. Tuyệt vời mọi người ơi. Mình không ngờ là cái món này lại ngon như vậy đấy mọi người. Có thể là mòi này nhai hơi mòi miệng mọi người. Quá ngon. Đúng rồi mọi người. Rất tuyệt vời đấy mọi người. Món nào mà nói ăn cũng rất là tuyệt vời luôn. Nói em phải châm xó vào như vậy đúng rồi. Đậu này, đậu mình chiên lên này, ăn cực kỳ tuyệt vời luôn. Món này anh mà chấm điểm thì món này thì 9 trên 10 nha mọi người. Chắc luôn. Món này quá tuyệt vời luôn. Mình không thể mô tả được nhiều cái món này luôn đấy mọi người. Ngon. Tôm mắm tôm. Mời mọi người anh nha. Ngon. Rau sống thì rau xanh này ở dưới đây rất là nhiều luôn mọi người. Đây này, một tô luôn mà. Đó. Tuyệt vời mọi người. Đồ chiên ngon. Quá ngon.
rất là nhiều bạn với mình làm cái clip sinh tồn. Hiện tại mình đang nghĩ ý tưởng đây mọi người. Nhiều bạn muốn xem quá thì anh em mình sẽ làm thôi. Tại vì là mỗi khi thì mình làm video sinh tồn này kia mà rất ít người xem luôn á. Có vài một video thì có lượt view cũng ổn mọi người. Mọi người, cái video mà cực nhất anh em mình làm là video 24 giờ sinh tồn bắt ốc ở trên đập thủy điện lớn nhất ở trên chỗ mình nhé mọi người. Cái video đấy mình rất tâm huyết mà cuối cùng lại không được lượt view nào hết nhé. Đến giờ cái video đấy được cả mấy view á mọi người, tức là 1000 mấy người xem thôi. Trong khi đấy mình làm âm thanh như này thì anh u như này thôi mọi người, lại thu hút được người xem hơn. Đó. Mọi người thường hay so sánh mình với lại Sang Vlog. Sang thì ở chỗ bạn ấy thì rất là nhiều phong cảnh, khung cảnh phong phú rồi này kia mọi người. Còn Rừng thì dư nguyên si như xưa kia thôi. Anh em mình đây mà không có cái biển thiếu điện họ phá này thì cũng đẹp như bên Sang ấy mọi người. Trước kia cũng có cây cối rồi nước non rồi kia, nó đẹp lắm mọi người. Nhưng mà bây giờ thì thiếu điện họ làm cái mương thủy lợi này thì đấy. Nên thành ra là anh em mình để tìm cái địa điểm mà anh em mình cắm trại sinh tồn này kia rất khó mọi người ơi. Để video sau mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu cái chỗ địa điểm nào mà mọi người thấy đẹp và comment, anh em mình sẽ dừng chân và cắm trại sinh tồn ở đây cho mọi người xem. Bún thì hơi ít nè, mà chủ yếu là đồ ăn đấy, chứ là ăn nhiều là đồ ăn thôi. Ăn đống này no tới sáng mai mọi người. Trong các lần mình làm món ăn ngon nhất là món này đây mọi người. Món theo kiểu mỗi phong cách mỗi người mọi người. Mình lại tiếp tục nhắc đến cho mọi người nghe là cái tem mình, tem góc kênh Da Vlog này, tem góc nha mọi người. Đây, ba người rồi còn một đứa em Hin nữa. Đây là tem Da Vlog, tem góc là kênh Da Vlog, tem góc là 4 người thôi mọi người. Mình là em Hin, em Thanh An, em Thiêu này. Là tem góc nha. Còn mấy em chơi thì lúc ưng đi thì đi, lúc không đi thì nghỉ. Tại sao mình lại nói tem góc đây mọi người? Tại vì ba đứa em đấy là sát nhà mình, nên ngày nào mình cũng kêu đi quay hay là đi làm được kia đều có mặt hết chứ. Đó. Còn mấy em cơ thì tút lằng ở trong kia. Một xíu nữa chết chắc mày. Này mà bên tán kẹp thì càng tuyệt vời luôn ạ. Bạn kia cứ hỏi anh em mình làm cái món bún đậu mắm tôm này, hôm nay tiến hành làm luôn, có gì sai sót mong bạn là thông cảm nhá. Đó, tại vì lần đầu tiên mình làm luôn này. Cái món này thì mình không biết ở huyện mình không biết ai bán không. Bữa mình tính định mua về ăn mà không biết chỗ nào bán mọi người. Thế là hôm nay mày mò làm cho mọi người xem. Nó phải chầm ngập sâu như này mới kiểu nó mới ngon được. Ăn là phải ăn như này mọi người mới phê cái mồm được, mọi người xem nó mới đá được mọi người. Nó ăn bò.
từ tới chiều tới giờ không hết. Thà là ăn từ giờ tới chiều không hết. Mình sẽ cố gắng chín hết cho mọi người nha. Cái đúng ăn hết không anh em? Hết không? Cố gắng lên hết đi. Ăn hết nhá. Anh ăn xong đây là tiếp tục đi làm nữa, đi vác mì giúp người ta mọi người. Ăn rau ngon. Mùa này có mình thì không? Yeah. Vác mì đi chơm mì này kia. Mắm tôm hơi mặn rồi. Mình chưa biết pha cái mắm tôm này lắm. Nhưng cho một lọ đổ hết luôn. Ơi giòn, trước mắt cả món bún đậu mắm tôm thế này. Bún thì hết rồi, còn đậu thì cũng gần hết rồi, còn mắm thì còn nhiều nha. Nó hơi mặn chút xíu. Ăn được một hồi luôn mà. Đó, ăn như này nó mới ngon này. Gần hết rồi mọi người. Hết rồi, ăn sạch luôn. Ăn sạch cho mọi người xem luôn nhá. Bên miệng này mình sẽ để dành quay TikTok mọi người. Thế bây giờ thời lượng video nha, mình khá là dài, mọi người hãy để lại một like và cảm theo đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye mọi người, video tiếp theo.